Trời ơi, hát hay không bằng hay hát em trai ơi. Chị An Nhiên hát dở lắm. Mỗi lần mà cất tiếng hát lên là hả dân dân tình bỏ chạy hết trơn à. Năm mới chúc em và gia đình an khang thịnh vượng và cảm ơn anh trai nha. Nhiên cũng chúc tất cả các anh chị năm mới. Năm nay thì đặc biệt là Nhiên chỉ chúc là sức khỏe và bình an thôi. Khi mình có sức khỏe rồi á thì chúng ta mới có được những ngày tháng lao động kế tiếp rồi thăng tiến trong cái kinh tế của mình. Tại vì đại dịch Covid này thì mình chỉ có thể là chúc cho nhau sức khỏe và bình an. Chào Phạm Thắng nha. 30 tới chị còn không tha cho que vậy. Đâu có đâu, chị đâu có mà đuổi gì 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 đuổi tường đuổi tận gì đâu. anh trai Việt Nam muốn lên hả? Ok vậy thì để Nhiên cho anh trai lên nha. Thực ra thì 30 tới dạ em chào anh Việt Nam. Hello, em An Nhiên, chào anh em, chào mọi người. Mới vào cũng nghe em mở cái lời nhạc, cảm thấy cái lời nhạc anh nghĩ lại bây giờ rất là có ý nghĩa, phải nói rất là ý nghĩa. Dạ Giờ thì bài nhạc này là bài nhạc mà em rất là thích từ khi mà em còn bé à. Từ khi mà mới học lớp lớp 1, lớp 2 vậy đó. Ngày xưa nghe rất là thích nha. Ngày xưa là nghe từ đài phát thanh phát ra thôi. Rồi sau đó thì nó cứ khi mà gia nhập vào đoàn viên của trường á thì cũng nghe những bản nhạc này. Rồi qua Mỹ cho đến tận bây giờ thì em vẫn Ồ, thích em bản ơi nhạc. em, nhiên nhiên à, Dạ. nhiên ơi à, anh có tin thông tin gấp á, cho nên anh phải đi rồi, xin lỗi em nha, Rồi, xin lỗi em. ok, không có gì anh trai. Ok, gặp lại anh sau nha. Nhớ cẩn thận, làm việc cẩn thận nha. Ok, chào anh. Nhiên chào anh Thắng Đạo nha. Chào Đào Xuân Lã ha. Thì thật ra thì 30 Tết rồi, mình cũng nên gác lại những cái chuyện buồn. Trong khoảnh khắc sắp giao mùa này thì Nhiên cũng xin kính chúc tất cả các anh chị em sức khỏe và bình an trong đại dịch Covid. Thì thật ra những ngày cuối năm là những ngày mà chúng ta có nhiều xúc cảm nhất, và đặc biệt là năm nay thì chúng ta bị cái dịch Covid làm cho cả thế giới không có được bình an lắm. Dạ con chào bố nha. Con chào bố. Nãy bố ngồi bố lo nói chuyện quá, bố không thấy con gái vô gì hết. Con định gọi điện con mét mét mẹ là bố ham like rồi không chịu rửa chén. Ngày mai bước sang năm mới xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, tiền nhiều như nước. Dạ cảm ơn nha. Alo Duy nghe nè. Ồ vậy hả? Uống cà phê hả? Thôi Nhiên về nhà rồi. Nhiên về nhà rồi. Có gì Nhiên đang bận công việc, tí nữa thì Nhiên gọi lại cho ha. Mọi người uống cà phê ở đâu thì nói Nhiên, nhắn cái địa chỉ quán cà phê đây rồi có gì Nhiên chạy ra nha. Ok. Rồi biết rồi, biết rồi. Ok bye nha. Cảm ơn anh Thắng Đạo nha. Ê, thì trong những khoảnh khắc giao mùa này Nhiên Nhiên cảm thấy có rất là nhiều xúc cảm. Chào anh trai Văn Thành nha. Chào chị gái ghệ của anh Văn Thành luôn ha. Đi đâu cũng dẫn chị đó theo hết, thiệt là ganh tị. Trong những cái khoảnh khắc giao mùa này thì Nhiên muốn
gửi đến cho tất cả quý anh chị em chúng ta. Trong một năm qua có rất là nhiều biến đổi trong cái cuộc sống của thế giới mình, chỉ vì một cái đại dịch Covid thôi đã thay đổi toàn bộ tư duy và cách sống của chúng ta. Thì nhưng mong là chúng ta hãy nhìn vào những cái hiện thực đang xảy ra với mình, và mình nên trân trọng những cái tình cảm mà mình đã và đang có. Tại vì đời người rất là ngắn ngủi. Nhiên mới nghe tin hai người bạn của Nhiên ở bên Mỹ đó cũng mới vừa qua đời vì dịch Covid luôn rồi. Thật là buồn. Tuổi đời thì cũng còn rất là trẻ, chưa tới 40 nữa, nhưng mà bị dịch Covid thì với lại trong kháng thể của nó cũng đã có bệnh nền sẵn rồi đó, cho nên là khi mà bị Covid nhập vô nữa thì khó lướt qua nổi. Cũng gần 3 tháng rồi, cũng gần 3 tháng thì cách ly với lại mọi người, cách ly hết bạn bè luôn vậy đó. Mình chỉ có thể FaceTime nói chuyện rồi an ủi thôi. Và một người á, thì đã qua đời vào cách đây 5 hôm, có nghĩa là vào hôm thứ tư vừa rồi đó, 5-6 hôm rồi, 6 hôm rồi, 7 hôm rồi đó. Rồi còn một đứa nữa thì mới mới nghe hung tin thôi là qua đời cách đây 2 ngày. Thì rất là buồn. Và cách đây 2 tuần trước thì Nhiên có một người bạn cũng cũng đã qua đời luôn. Thì nói chung năm nay những người bạn của Nhiên á, có người thì bị đột quỵ rồi bị stroke á, rồi rất là còn còn rất là trẻ các anh chị, cho nên là những căn bệnh á, nó không thể mình không thể đoán trước được ngày mai như thế nào. Đó, rồi chúng ta còn vui hôm nay thì chúng ta hãy nên biết trân trọng tình cảm của nhau, chứ đừng để mà tất cả mọi thứ đều trở thành những cái gì đó nhạt nhòa rồi á, thì khi mà mất nhau rồi á thì mình có nuối tiếc nó cũng rất là trễ nải. Nhiên mến chào anh Bằng Nguyễn nha, chúc mừng năm mới anh Bằng Nguyễn. Ủa anh trai về lại Sài Gòn, về lại miền Nam ăn Tết chưa, hay là vẫn còn ở ngoài Bắc ăn Tết với gia đình vậy? Đó thì dịch Covid nó không có chừa một ai đâu các anh chị. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ là dành cho những người lớn tuổi, người ta có sức đề không có thức sức đề kháng tốt thì họ sẽ bị, nhưng mà thật ra thì bây giờ chúng ta cũng thấy nó, các em nhỏ cũng bị rồi, những người còn trẻ cũng bị nữa. Cho nên là chúng ta bây giờ mình nên tăng cường tập thể dục rồi ăn uống bổ sung chất nhiều hơn để mà có thể có nhiều sức đề kháng, mình lướt qua được căn bệnh quái ác này. Thì mong là Việt Nam mình sẽ qua được đại nạn này. Dự định là trong 10 ngày dập dịch, nhưng mà chắc có thể là đợt này thì chúng ta cần phải củng cố thêm nhiều lực lượng, và chúng ta cần phải đoàn kết nhiều hơn để mà có thể ngăn chặn được những cái điều đáng tiếc xảy ra. Mong là chúng ta nên tuân thủ vào những gì mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đưa ra. Giãn cách xã hội, cách ly từng địa phương như thế nào đó, rồi đi ra đường thì nên đeo khẩu trang, đi ra đường thì nên đeo khẩu trang, hai cái khẩu trang nha các anh chị, nhớ nha, nhớ là đeo hai cái khẩu trang vào để mà có thể tránh được những cái dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mình và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thì Nhiên hôm qua Nhiên có đọc tin về Nhiên Nhiên có coi VTV4, nói về những dân chủ cội, rồi những người mà chống phá đất nước Việt Nam mình, rồi những người mà
đã làm những cái thông tin sai về đất nước Việt Nam mình, gây tổn hại đến tình hình kinh tế, tình hình trật tự an sinh xã hội, an ninh xã hội nước Việt mình đó, thì trong đó thì đặc biệt chú ý là có nhân vật Dưa Leo. Thì các anh chị cũng biết rồi, Dưa Leo gần đây hình như là đã không thể nào kiềm chế được cái bản tính kiêu ngạo của cậu ta, cho nên là càng lúc càng lớn, càng lúc càng sai. Và cái mà mình đã từng nhắc nhở, rồi chúng ta từng nhắc nhở và chúng ta cũng đã từng phân tích những cái sai của Dưa Leo như thế nào, nhưng mà Dưa Leo vẫn không thể nào mà thay đổi được cái bản tính của mình. Và cho đến khi mà báo Nhân Dân đưa ra những cái viết bài về Dưa Leo, thì đó là một cái mà họ chỉ muốn nhắc nhở Dưa Leo để mà cậu ta có thể nhìn lại việc làm của mình mà thay đổi, sẽ được khoan hồng. Nhưng mà Dưa Leo vẫn không thể nào mà bỏ được cái tánh kiêu ngạo đó, hoặc là Dưa Leo đã bị một cái tác nhân nào để ở bên ngoài rồi, rồi cho nên là mới mới có những cái hành động sai trái. Càng sai như vậy thì nhìn coi trong VTV4 cái chương trình người ta nhìn có xe đó, thì có nói về nhân vật Dưa Leo này, thì chúng ta nên đúc kết lại những nhân vật đã từng đi, đã từng làm những việc sai với đất nước Việt Nam mình và gọi là tù nhân chính trị đó, thì họ đi qua bên nước ngoài và tương lai của họ như thế nào, thì các anh chị em mình chúng ta cũng đã phân tích rất là nhiều rồi, đúng không? Thì như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Kim Thành, Điếu Cày, rồi Lê Văn Sơn, rồi những cái thành phần khác như Lê Thị Nghe, hay là những thành phần dân chủ cụi khác được đi qua bên Mỹ theo cái diện mà tù nhân chính trị đó, thì số phận của họ và tương lai của họ chúng ta thấy rồi, là họ không có tương lai và cũng không có được đạt những cái giấc mơ mà họ mong muốn. Cho nên là những người mà hiện tại bây giờ đang ở Việt Nam như Huỳnh Thục Phi, chúng ta cũng biết đến nhân vật Huỳnh Thục Phi ở cái người này, cái cô bé này ở Ban Mê Thuột, nhưng mà thuộc về tỉnh, thuộc về cái huyện gì ta, cái huyện không phải Đắk Nông mà là thuộc về huyện Krông Búa hay là Krông gì đó. Thì Huỳnh Thục Vy đúng không các anh chị, 2 năm về trước đã có cái hành động là đốt quốc kỳ Việt Nam mình và đã bị xử phạt. Thì cho đến tận bây giờ thì cái tiếng nói của cô ta cũng dần dần mà lãng quên rồi đó. Rồi nhân vật cái gì, nhân vật gì mà ở Thủ Thiêm nữa đó các anh chị, thì mình chỉ muốn nhắn gửi đến các em đó là chúng ta là người phụ nữ, công việc của người phụ nữ mình nó có rất là nhiều việc cao cả hơn, và song song đó những gì mà các em đang làm không phải là các em đang bảo vệ người dân, mà là các em đang muốn giống như là đang muốn lợi ích cá nhân của bản thân của mình nhiều hơn thôi. Huỳnh Thục Vy hay Dưa Leo hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Thùy Dương đó, thì những nhân vật này thật ra á, họ chỉ giống như là họ họ chỉ giả bộ, họ nói là họ muốn đem họ muốn đem đến cái quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ cho nước Việt Nam mình, cho mọi người, rồi họ họ tuyên truyền sai sự thật mọi thứ. Nhưng thực ra bản thân của những nhân vật này, họ vì cái bản thân của họ nhiều hơn, vì
cá nhân của họ nhiều hơn, tại vì họ muốn đi đến những cái thiên đường. Họ nghĩ là nước Mỹ là nơi mà họ có thể đáng sống, hoặc là họ họ nghĩ là nước Mỹ là nơi có thể giúp họ có những cái tương lai, làm ít nhưng mà có tiền nhiều, như như lời của những người ở bên này Mỹ dân nói. Cho nên là những cái mà họ tuyên truyền và họ nói giống như họ là một trong những người vĩ đại lắm, họ vì cộng đồng, nhưng mà thực ra các anh chị nhìn thấy rồi đó, không phải vì cộng đồng gì cả, mà chính bản thân của những nhân vật này họ chỉ vì các tôi cá nhân của họ, ích kỷ cá nhân của họ, và họ chỉ muốn bản thân của họ được qua bên tới thiên đường để thực hiện giấc mơ Mỹ của họ mà thôi. Cho đến khi giấc mơ Mỹ tan tành rồi á, thì họ ngậm ngùi và họ đã bị nhận những cái quả đắng tại nơi mà họ mong muốn được đến. Giống như thứ nhất là nhân vật Bùi Tín, ông ta cũng đã nhận trái đắng là cái cuộc đời cuối cùng của mình bị sống trong cái hoàn cảnh nghèo túng, bị chính những người mà đã từng lôi kéo ông ta vào tội lỗi đó, họ ruồng rẫy, rồi họ khinh khi, họ không giúp đỡ đó, sống tại đất khách quê người, không một người nào giúp đỡ họ, giúp đỡ ông ta. Rồi đến khi mà chút hơi tàn thì lúc đó Bùi Tín mới nhớ tới đất mẹ, và nguyện vọng của ông được chôn tại nơi đất mẹ thân yêu. Vậy thì chúng ta ra đi để làm gì? Khi đất mẹ nghèo, chúng ta muốn được đi ra ngoài kiếm tiền để làm gì? Để xây dựng kinh tế cho chính bản thân mình. Nhưng mà mình lại có những cái lời nói sai trái về đất nước của mình như vậy. Thì cho đến khi các bạn muốn trở về lại quê hương thì cái lòng tin của người dân đặt cho các bạn không còn nữa, mà họ cảm thấy các bạn như những kẻ tội đồ. Chúng ta ra đi để chúng ta kiếm cho mình một tương lai tươi sáng, thì chúng ta hãy chỉ biết được, hãy nên chú trọng vào là lo kinh tế cho mình rồi kiếm tiền để về lại quê hương đất nước, thăm cha, thăm mẹ, thăm gia đình và thăm cố hương. Đừng nên nói cái gì sai về đất mẹ cả. Cho đến hiện tại bây giờ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sống lay đất tại bên Mỹ trong 3 mùa Tết, và họ đã có những cái sự chạnh lòng về quê hương như thế nào đối với những cái tội lỗi mà họ gây ra, và họ là người đang nhận những cái quả báo mà họ đã từng mơ ước và họ đã từng làm sai với đất nước mình. Họ nói nước Việt Nam mình không có tự do ngôn luận, nhưng mà khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua tới bên Mỹ, cô ta thể hiện cái tự do ngôn luận của cô ta bị khóa miệng ngay và cô ta bị tẩy chay ngay lập tức. Chứng minh điều gì? Chứng minh là những lời của những người chống cộng cực đoan và những kẻ chống phá đất nước Việt Nam mình là dối trá xạo láo. Họ nói bên Mỹ có tự do ngôn luận, cho nên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, nó nghĩ là qua bên Mỹ nói cái gì cũng được đó. Rồi sau cuối cùng nó cũng đã bị tẩy chay, bị mọi người khi rẻ ghê tởm. Cho đến những người mà chống cộng cực đoan cực kỳ ở bên này, giống như con Bích Trang nè, ông Ngô Kỷ nè, rồi đám Tân Thái Bên Nữ Chương nè, rồi những người như Mimosa hay là những người kia gì đó, họ cũng vẫn chửi con Như Quỳnh như thế nào. Các anh chị cũng đã từng coi những cái like của bọn họ như rồi đó. Đó là cái kết rất là đắng các anh chị, cái đó là cái kết đắng nhưng mà có hậu đối với đất nước Việt Nam mình. Tại vì sao? Tại vì bạn làm sai thì bạn phải chấp nhận nhận những cái quả đó thôi, nhưng mà cái kết đắng dành cho bản thân của họ. Vậy thì những người đang
làm những cái việc họ cho là đang đấu tranh ở Việt Nam như Thùy Dương, rồi Huỳnh Thục Phi, rồi một số dân chủ cụi khác, thì Nhiên nhắn gửi đến tất cả các bạn như Dưa Leo chẳng hạn. Các bạn hãy nhìn vào những cái tấm gương, những bước chân đi trước trong khi các bạn vẫn còn đang tồn tại ở nước Việt Nam mình. Các bạn chưa tới mức là phải đi qua bên nước ngoài theo con đường chính trị giống như họ. Vậy thì các bạn vẫn còn có cơ hội để mà được khoan hồng, để mà gọi là ăn năn hối cải và quay đầu là bờ. Để chi? Để chúng ta vẫn còn được cái niềm tin trong tương lai, để chúng ta vẫn còn được cái quê hương của mình, chúng ta vẫn, các bạn vẫn còn ở nơi mảnh đất hình chữ S. Vậy thì các bạn nên nhìn lại những cái tấm gương đó mà coi lại những cái việc làm của mình sẽ được gì và sẽ mất gì trong tương lai. Điều các bạn được là chỉ có là các bạn được đi qua vùng trời mơ ước của các bạn, nhưng các bạn sẽ mất tất cả trong tương lai giống như những nhân vật trước như Bùi Kim Thành, Bùi Tín, Lê Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Điếu Cày, rồi những thành phần dân cụ chủ cụi khác nữa. Các bạn có, nếu như các bạn đã có những cái bằng đại học, các bạn học thành danh đi ở tại đất nước Việt Nam, các bạn đi qua Mỹ, các bạn vẫn phải làm những công việc lao động chân tay thôi, hạng 3, hạng 4 ở Mỹ, và cũng là những cái công việc thấp ở xã hội, chứ không có phải là làm được những cái chức vụ văn phòng như ở Việt Nam. Vậy thì các bạn sẽ mất cái gì? Các bạn sẽ mất đi lối sớm, các bạn sẽ mất đi niềm tin của gia đình. Dạ em chào chị Kim Tan nha, Kim Y Tan nha. Dạ tại vì em bị báo cáo đó chị, nick của em bị báo cáo tới 30 ngày. Nick này thì bị báo cáo lúc đầu là 24 tiếng, sau đó bị 3 ngày, rồi sau đó bị 1 tuần. Em bị báo cáo hoài thôi chị ơi. Cho nên là thỉnh thoảng thì em mới like thôi. Đó, thì các anh chị hãy nhìn lại. Nếu như mà Dưa Leo, Huỳnh Thục Phi, rồi Thùy Dương, rồi một số dân chủ cội khác đang hiện tại vẫn còn ở Việt Nam, thì các bạn nên nhìn lại những cái mà những người trong cùng chung một con đường của các bạn. Dạ em chào chị, em chào chị Chi Võ nha, là chị Hà My á. Dạ, em chào chị. Thì các bạn đang ở tại Việt Nam, các bạn nên nhìn nhận lại sự việc. Các bạn sẽ thấy được là trong tương lai các bạn được nhiều hay là mất nhiều. Thứ nhất là hiện tại bây giờ các bạn vẫn còn ở Việt Nam, các bạn làm sai. Ok, các bạn đã có những cái suy nghĩ sai về đất nước, các bạn đã có những cái việc làm truyền bá những cái tư tưởng sai về chính trị cho người dân, thì hiện tại bây giờ các bạn vẫn còn đang nằm trong đất nước Việt Nam mình, các bạn chưa chưa ra khỏi nước. Các bạn hãy nhìn lại cái tư bản hiện tại bây giờ như thế nào, đất nước mà các bạn mơ ước hiện tại bây giờ phơi bày những cái điều gì, có tự do ngôn luận giống như mà các bạn được nghe họ giảng nói như vậy hay không, và nhìn vào gương những người đi trước để chi, để các bạn phải có những cái sự tịnh tâm lại và quay đầu là bờ. Đây là lời khuyên chân thành của mình gửi đến các bạn Dưa Leo, Thùy Dương, Huỳnh Thục Vi, rồi một số dân chủ cội khác mà rất là nhiều, mình không thể nêu tên hết được, và tất cả các bạn đã và đang từng làm những việc sai trái với đất nước Việt Nam mình. Thì trong những ngày, những phút giao mùa này là những phút mà các bạn hãy nhìn lại sự thật Việt Nam mình hiện tại bây giờ như thế nào, kinh tế Việt Nam như thế nào, và đảng và nhà nước đã lo cho dân như thế nào.
Nếu như đảng và nhà nước không lo cho dân thì cái mùa dịch COVID này Việt Nam mình không thể nào mà đứng đứng gọi là top trên thế giới về cái chữa trị dịch COVID cả. Nếu đảng và nhà nước không lo cho dân thì họ không phải tốn nhiều công sức mà ráo riết đi tìm ra những cái khoanh vùng những trường hợp F0, F1, F2, F3 để mà gom tụ lại cách ly, cách giãn xã hội rồi chữa trị bệnh như vậy cả. Nếu đảng và nhà nước không lo cho dân thì ngày nay Việt Nam sẽ bị tương đương với lại nước Mỹ rồi. Tại vì các bạn thấy nước Mỹ là một nước mà các bạn trong tư tưởng của các bạn nói là an sinh xã hội và y tế của Mỹ là hàng đầu của thế giới. Nhưng hiện nay thì sao? Dịch COVID đã làm cho nước Mỹ lên tới con số ca nhiễm là 27 triệu ca rồi. Và số người tử vong đã tới 500.000 người. Trong khi Việt Nam chúng ta như thế nào? Việt Nam chúng ta các bạn nói là y tế Việt Nam dở hơn y tế Mỹ. Nếu y tế Việt Nam dở hơn y tế Mỹ thì con số mà dịch bệnh của Việt Nam mình phải cao hơn Mỹ mới đúng chứ, đúng không? Nhưng mà cái con số dịch bệnh của Việt Nam mình chưa qua được cái ngưỡng cửa mà 0.1% của Mỹ nữa. Vậy thì các bạn có thấy là những người kia đã dối trá về về tất cả mọi thứ xã hội ở bên Mỹ như thế nào rồi? Họ nói bên Mỹ lo cho dân, nhưng mà lo như thế nào nếu bạn không có đi làm, bạn không đóng thuế thì bạn trả được cái gì cả? Bạn không có tiền để mà bạn mua bảo hiểm thì bạn còn bạn bị bệnh bạn cũng phải rất là chật vật. Đúng không? Cho nên là các bạn hãy coi những cái hành động thực tế thực tiễn, đừng nên nghe những lời nói xa hoa mà mình hãy nhìn lại. Thời đại bây giờ là thời đại 4.0 rồi, không phải là thời đại của năm 1900 bảy mấy tám mấy nữa. Thời đại bây giờ các bạn muốn gì các bạn chỉ cần mở internet ra là các bạn biết mọi thứ. Mình biết search Google và mình biết tìm những cái điều đó, những cái từ khóa các bạn chỉ cần gõ từ khóa nào các bạn thắc mắc là các bạn sẽ tìm ra được rất là nhiều. Vậy thì tại sao các bạn không tự tìm hiểu đi để mà rồi mình á tự mình giải đáp những câu hỏi của chính mình và tự mình ngẫm nghĩ lại những cái thực hư như thế nào mà không đi vào con đường sai trái? Em cảm ơn chị Kim My Tan nha. Thật ra thì chị cũng là một trong những người chị mà em rất là quý mến trên mạng xã hội này. Em biết chị vào năm 2018, lúc đó là An Nhiên cũng mới bước chân dấn thân vào mạng xã hội thôi. Và thở đó thì thấy chị live stream và chị live thực tế, chị chạy xe, chị like cho mọi người thấy những cảnh ở Cali như thế nào, những người ăn xin như có hay không này nọ khác kia, thì cái điều đó làm cho An Nhiên rất là kính trọng và cảm thấy rất là ấm lòng. Tại vì chị là một người phụ nữ mang trong người hai dòng máu Việt và Mỹ, nhưng cái bản sắc dân tộc và cái máu Việt Nam đã thấm nhuần trong cái cơ thể của chị, và chị cũng không thể chấp nhận cho những người khác nói xấu về đất mẹ mình. Cho nên là đối với chị Kim Kim My Tan thì An Nhiên đã biết chị 3 năm về trước, và An Nhiên cảm thấy rất là quý mến chị và kính trọng chị rất là nhiều. Chị Kim My Tan nè, chị Lisa Vũ nè. Đó, hai chị là hai người mà có tiếng nói rất là mạnh mẽ ở trên mạng xã hội và đưa những cái điều rất là thiết thực cho đồng bào, cho những người Việt Nam chúng ta thấy. Em An Nhiên thì có một cái điểm khác hai chị, đó là em vẫn còn hèn cái điểm là em chưa dám ra mặt. Em hèn cái điểm đó đó chị, cho nên là
xin cho An Nhiên một cái điểm trừ về về cái mặt này, tại vì á, thứ nhất là về kinh tế, về công việc, Nhiên không có muốn đánh đổi tất cả như vậy, cho nên là Nhiên chỉ đứng sau hậu trường và có thể nói những cái gì mà mình biết thôi. Đó. Em cảm ơn chị Kim Mi Tan vào trong livestream của em, và em cũng tìm chị cũng lâu lắm, có rất nhiều lần các anh chị share like, bố cầm Nguyễn share like của chị nữa nè, vào xem và nghe chị nói rất là thích. Và em cũng hiểu được những phần nào những cái sự mà phẫn nộ của chị về đám dân chủ cội và những người nói sai về đất nước Việt Nam mình như thế nào cả. Dạ, đúng rồi chị, em chỉ cần nói thôi. Nói chung là thật ra tiếng nói của chị em mình á thì mình chỉ bổ sung thêm thôi, còn thực tế thực tiễn thì rất là nhiều cô chú anh chị hiện tại bây giờ em rất là vui là có rất là nhiều kiều bào mình cũng họ cũng đã mạnh mẽ đứng lên lại để mà nói những cái họ có thể không phải là họ trực tiếp ra mặt để mà nói những cái điều về xã hội Mỹ giống như chị em mình, nhưng mà những cái việc làm của họ giống như là họ sẽ làm một cái vlog, họ nói về thực trạng Mỹ như thế nào đó, mỗi người mỗi chương trình, thì người dân của Việt Nam mình nhìn vào những cái chương trình đó mình họ coi và họ có thể nhận xét được những cái mặt xã hội của Mỹ ở Việt Nam có như thế nào và ở Mỹ cũng có giống như vậy hay không, thì cái điều này là điều mà chị em mình cần truyền tải đến để cho người dân khỏi phải bị vấp ngã đó. Thế thì trở lại vấn đề thì An Nhiên cũng rất là bây giờ cũng còn có vài tiếng nữa là chúng ta đã giao mùa rồi đúng không tất cả các anh chị, năm cũ bước qua một năm đầy biến động của Covid, thì các anh chị cũng nói hồi nãy Nhiên đang nói tới cái vấn đề là an sinh xã hội đó, thì cả những người mà chống phá đất nước Việt Nam mình họ chỉ vì nghe những lời mị dân của những người bên này, giống như là họ nghe là ở Việt Nam nói tự do ngôn luận không có, nhưng mà ở Mỹ thì tự do ngôn luận được nói tất cả những gì mà họ muốn, cho nên là khi mà họ bước chân qua Mỹ họ bị vấp ngã. Họ bị vấp ngã ở cái điều gì? Có nghĩa là họ không hiểu am hiểu luật pháp của Mỹ như thế nào. Họ không am hiểu cái mà người Mỹ muốn gì ở người châu Á mình. Đó. Rồi họ lại không am hiểu về cái cuộc sống của xung quanh của người Mỹ như thế nào cả. Cho nên á, là khi họ qua bên Mỹ, họ cứ nghĩ là ok, tự do ngôn luận là hả mình có thể nói tất tần tật, nhưng mà đến khi đụng chuyện rồi á thì những kẻ mà cổ xí cho họ, những kẻ đã dối trá họ sẽ tránh xa hết, và người mà gặp rắc rối chính là bản thân của các bạn, chính là bản thân của các bạn. Như như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ví dụ, tại sao Nhiên hay ví dụ nó, tại vì nó Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những nhân vật mà chúng ta nên đưa nó ra để mà làm gương cho tất cả mọi người và để chứng minh cho những người ở Việt Nam thấy được tự do ngôn luận bị những kẻ bên này dối trá như thế nào. Rồi y tế, những kẻ bên này đã dối trá con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như thế nào, và nó cũng đã phơi bày cho cả thế giới thấy, cho tất cả những người ở Việt Nam thấy. Nó nói ra câu nào mà không hợp ý của những kẻ mà cổ xí cho nó thì bây giờ tất cả những người đó đã tẩy chay nó và có những hành động gọi là muốn diệt tận nó luôn. Chứng minh điều gì? Chứng minh là ở Mỹ bạn muốn nói cái gì bạn phải theo theo
cái cộng đồng mà bạn đang ai vua theo, chứ bạn không được nói sai theo cái quan điểm của họ. Các bạn thấy chưa? Vậy thì cái sự tự do ngôn luận mà những người bên này nói là ở Mỹ có, đó là cái sự dối trá đúng không? Rồi y tế của Mỹ họ nói là được miễn phí, cuối cùng sao? Có miễn phí hay không? Không, trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí cả. Nếu như miễn phí thì tiền đâu mà chính phủ trả cho bác sĩ, trả cho y tá, trả cho những người mà chăm sóc bệnh nhân? Miễn phí thì tiền đâu mà, thì làm sao bác sĩ lại có lương cao như vậy? Đúng không các anh chị? Các anh chị em có biết là bác làm bác sĩ ở bên Mỹ lương như thế nào? Lương rất là cao. Nếu miễn phí thì tiền đâu ra mà họ trả cho những người đó? Đúng không? Không có gì mà miễn phí cả. Các bạn làm, các bạn có tiền, các bạn mua bảo hiểm thì các bạn mới được hưởng những cái điều đó. Nhưng mà không phải là bạn mua bảo hiểm rồi bạn được chữa trị hoàn toàn nữa. Theo gói bảo hiểm bạn mua bao nhiêu, giá bao nhiêu, và bạn sẽ được bồi thường theo cái mức giá nữa. Chứ không phải là bạn mua cái gói 100 đô là bạn bạn xảy ra chuyện họ phải bồi thường cho bạn và bạn vài 300.000 như vậy đâu, không có. Nó tùy theo mức nữa. Nó tùy theo cái mức tiền mà bạn mua và nó tùy theo cái hạng mục của bạn. Cũng giống như ở Việt Nam thôi. Bảo hiểm bên Mỹ cũng giống như bảo hiểm ở Việt Nam. Mà bạn không có bảo hiểm thì bạn bạn đi vô khám bệnh bạn cũng phải trả tiền mặt trước. Đó, bạn phải trả tiền mặt trước, hoặc là bạn làm cái bất cứ cái gì bạn cũng đều phải trả tiền mặt trước cả. Bạn trả cả thẻ đó thì họ giữ được cái thẻ của bạn, họ mới khám bệnh cho bạn. Khám bệnh xong rồi á là bạn phải trả cái tiền khám đó như thế nào nó tùy theo. Rồi sau đó họ đưa toa cho bạn, bạn đi mua bạn cũng phải tự móc tiền túi bạn mua, chứ không có gì mà gọi là miễn phí cả. Vậy thì các bạn thấy không, họ nói y tế của Mỹ đảng, họ họ phỉ báng đảng và nhà nước không lo cho dân. Hồi nãy Nhiên đang nói tới cái vấn đề đó đúng không? Nếu như đảng và nhà nước không lo cho dân thì hiện nay dịch Covid đã ở Việt Nam đã cao ngất ngưỡng rồi. Tại sao chính phủ và bộ y tế lại phải ráo riết đi tìm khoanh vùng F0, F1, F2, F3 như vậy? Tại sao bộ y tế lại phải thức đêm thức hôm để mà chăm sóc bệnh nhân như vậy? Có phải là từ lương tâm của